Rồi trong video ngày hôm nay Thủy chia sẻ cho các bạn phương pháp để tăng contrast giúp cho tấm hình của mình trở nên đặc sắc và đẹp hơn rất là nhiều. Ok, rồi Thủy đang có một tấm hình Thủy vừa chụp ở đây. Thì tấm hình này Thủy đã retouch xong rồi. Đây mọi người thấy lúc đầu cái tấm hình nó rất là phẳng. Tuy nhiên lúc chúng ta retouch xong thì nó sẽ ấn tượng như vậy. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào khuôn mặt thôi. Lúc đầu có rất là nhiều thứ để gây rối cho cái tấm hình này. Thủy đã dùng những cái phương pháp để làm cho cái tấm hình này trở nên nổi bật, người xem sẽ bị thu hút vào đôi mắt, vào khuôn mặt của người mẫu. Đó là cái yêu cầu mà chúng ta cần phải làm khi mà retouch một tấm hình. Tất cả chúng ta sẽ tập trung vào cái điều muốn truyền tải là khuôn mặt và đôi mắt khi chụp hình chân dung. Rồi, thì đây là Thủy đã chỉ retouch xong rồi. Tuy nhiên tới đây, nếu các bạn muốn tăng contrast lên, giúp cho cái tấm hình này nó ấn tượng hơn, nó có cái độ tương phản nhiều hơn, thì chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp để tăng contrast. Rồi, để thực hiện cái phương pháp này thì các bạn sẽ vào Select, sau đó các bạn chọn Colorant. Rồi, ở chỗ này các bạn sẽ chấm vào vùng highlight trước tiên. Ok, rồi sau đó các bạn nhấp ok. Rồi, Photoshop sẽ tách ra cho chúng ta cái vùng highlight. Bây giờ chúng ta muốn tăng cường cái độ contrast lên thì cái vùng highlight chúng ta sẽ làm cho nó sáng lên. Rồi, Thủy sẽ vào đây, Thủy sẽ chọn khớp. Rồi, Thủy sẽ tăng sáng nó lên một chút như vậy. Các bạn muốn sáng bao nhiêu thì các bạn cứ tăng lên bấy nhiêu. Đây, chúng ta tăng bao nhiêu cũng được hết. Và nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến cái vùng chọn là highlight thôi. Rồi. Rồi, ví dụ đây Thủy sẽ chọn như vậy, mọi người xem trước và sau. Đó, rồi đây là cái việc mà chúng ta đã tăng cường highlight lên. Bây giờ cũng tương tự như vậy, Thủy sẽ dìm vùng highlight nó tối xuống. Rồi để làm như vậy các bạn sẽ cũng vào Select chọn Colorant. Rồi, tuy nhiên lần này các bạn sẽ chọn lấy vùng Shadow. Rồi, Thủy sẽ chấm vào vùng Shadow. Ok, rồi, cũng nhấp ok. Rồi, cũng làm tương tự y chang như vậy, lần này Thủy sẽ dìm nó tối xuống. Ok, rồi đây là trước và sau cái bước này. À, rồi. Tới đây các bạn thấy cái sự tương phản nó nhiều quá. Nó sẽ phù hợp với tùy từng cái bộ hình. Thì đối với cái tấm hình này thì nó sẽ cần tương phản nhẹ nhàng thôi. Nó là một cái tấm hình đó trong sáng, nó trong trẻo như vậy thì chúng ta sẽ làm cho cái sự tương phản nó ít thôi. Thì Thủy sẽ giảm opacity của layer này xuống. Đó, cũng tương tự như vậy, Thủy cũng giảm nó xuống. Thủy chỉ làm tăng một chút contrast lên thôi để cho cái tấm hình nó ấn tượng một chút thôi. Đối với cái tấm hình này Thủy sẽ không tăng nhiều. Rồi, các bạn có thể điều chỉnh thoải mái nha. Khi chúng ta test được một layer riêng như này rồi, rồi sau đó Thủy có thể gom lại và đặt tên cho cái group này là contrast. Đây, và đây là trước và sau. Trước, sau, trước, sau. Nếu các bạn thấy nó vẫn mệt quá, cái hiệu ứng này nó nhiều quá thì các bạn hoàn toàn có thể giảm opacity của layer này xuống. Đó, đến một cái mức nào đó nó phù hợp với lại cái nhu cầu của mọi người thì thôi. À, ví dụ thì có thể tăng một chút, rất là nhẹ nhàng như vậy. Đây, một cái làn da rất là tự nhiên rồi. Và chúng ta sẽ tăng cường cái sự tương phản lên một chút như vậy. Thì cái tấm hình của mình nó sẽ ấn tượng hơn rất là nhiều. Rồi, đây là một cái nội dung nhỏ mà Thủy chia sẻ cho các bạn học viên trong những khóa học của mình. Các bạn có thể vào website blurredmedia.vn, sau đó các bạn tìm đến một khóa học. Thì ở đây Thủy có một khóa học vừa mới diễn ra như vậy. Và Thủy vẫn đang hỗ trợ các bạn rất là nhiều. À, trong nhóm riêng như vậy Thủy sẽ chia sẻ những cái nội dung thuần túy hơn rất là nhiều và rất là đa dạng về tất cả các loại hình, không phải là chỉ có hình beauty không, và các bạn có thể tham khảo ở đây. Rồi, thì đấy là tất cả những gì Thủy chia sẻ cho các bạn trong video ngày hôm nay, hy vọng sẽ giúp ích một phần nào đó công việc của mọi người. Rồi, nếu thấy video này bổ ích đừng quên cho Thủy một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng Thủy và xem hết video này, và chúc mọi người luôn thành công.